xin chào tất cả các bạn lại đến với kênh Bếp Chim Y. Và video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra đơn hàng của ngày 21 tây tháng 3 năm 2020 nha. Đầu tiên sẽ là đơn hàng của Nguyễn Thị Hà 65.000. Và bạn mua đó là một anh kem nha, trong bộ vest đen lịch lãm 35.000 đồng. Phạm Trúc Linh ơi, đã đến đơn hàng của Phạm Trúc Linh 73.000. Đầu tiên sẽ là hai cái gom tủ lạnh, mỗi gom như vậy thì là 5.000. Rồi đến là hai bịch gơ băng cá nhân, mỗi bịch là 5.000. Ở bên trong sẽ có là 5 cái băng cá nhân khác nhau. Tiếp theo thì là gom son môi. Đây, gom son môi là 5.000 đồng một cây. Và hai bịch gom BT 21, mỗi bịch như vậy là 5.000. Dương Hiền Nhi đơn hàng 86.000. Hai cây kẹo kem đánh răng, mỗi cây như vậy thì là 10.000 đồng. Và một cái dây chuyền cặp nha, dây chuyền cặp hình trái tim này rất dễ thương, 36.000 một cặp. Và bây giờ là đơn hàng của Phan Ngọc Minh Thư, đơn hàng 97.000. Gồm có là một hũ slam may nè, 30.000 đồng, được tặng kèm theo charm và tuyết. Một bịch phụ kiện vòng tay, vòng cổ, rồi đôi bông nè, 5.000 đồng, giỏ sách. Rồi đến là cái micro là 5.000 đồng. Một cái gom Pikachu, đây, gom Pikachu là 5.000. Một cây hồ khô Doraemon 4.000. Một quyển sổ ma thuật anime nha, có chúng ta sẽ vẽ một bức tranh Galaxy bằng cây đũa thần này, rất dễ thương, 15.000. Vũ Hoàng Lan Anh ơi, đã đến đơn hàng của Vũ Hoàng Lan Anh, đơn hàng 95.000. Và đó là một cái hũ slam may 30.000 đồng, được tặng kèm theo charm và tuyết. Còn có là vòng tay cặp trái tim, đây, vòng tay cặp trái tim 32.000. Nguyễn Ngọc Duyên ơi, đã đến đơn hàng của Ngọc Duyên nha, 148.000. Wow. Và đây là một kit làm slam 30.000 đồng, 12 món, làm được 5 loại slam khác nhau. Còn có là một cái combo, đây, combo sticker lụa cực kỳ dễ thương với 5 cuộn băng keo. Và ở đây có rất là nhiều cái sticker duyên dáng dễ thương như thế này nha, bỏ lên nó sẽ rất là đẹp luôn. Lại còn có là lớp kim tuyến nữa để trang trí điện thoại, iPad, laptop, nón bảo hiểm, vân vân. 50.000 đồng một combo như thế này. Còn có là trang trí móng tay 5.000, hình bông hoa rất là xinh. Hai chai sơn móng tay mà loại sơn bóng nè, 5.000 một chai. Và một đôi bông tai hình trái tim, 15.000 đồng nè. Và xin lỗi nha, thật ra là bạn mua tới là hai cái sticker trang trí móng tay luôn. Đây, hai cái khác nhau rất dễ thương, một cái 5.000. Tiếp theo là đơn hàng của Trần Thị Minh Lộc, đơn hàng 113.000 đồng. Và đây chính là một cái hộp bút kiểu mới của shop luôn nha. Đây nè ha, có nước nè và có hoa đào, trái tim. Đây, ảnh hologram nữa, rất là đẹp, có ổ khóa và chìa khóa luôn nha. Rất là xinh luôn. Đây, một nha. Rất là đẹp luôn. Rồi ở bên trong này ha, sẽ có nè, ngăn nè và ngăn này nữa nha. Chỉ có là 80.000 đồng thôi. Còn đây thì là đơn hàng của Phương Anh 83.000. Trí Islam 50.000 ha, có nhũ nè, có màu nè, có kim tuyến giấy nè, có cốm nè ha, 2-3 bịch cốm luôn. Rồi có cả hạt fishbowl, kim tuyến. Đây, kim tuyến. Có cả pom-pom. Rồi, nha. Có cả charm nữa nè, rất là nhiều ở trong đây luôn nha, chỉ có là 50.000 đồng thôi. Còn tiếp theo là Huỳnh Ngọc Cát Tường, đơn hàng 85.000 đồng nha. Đầu tiên thì sẽ là một bộ kit làm slam 30.000 đồng nè, 12 món. Có chai hương dâu, chai hương môn. Đây, mỗi chai như vậy thì là 5.000 đồng. Một bịch borax 5.000 và cốm tổng hợp là 5.000. Thu Hà ơi, Thu Hà đã đến đơn hàng của Thu Hà mà 213.000. Chan Chan, và đây là một hộp popping cooking làm sushi. Đây, rất là đẹp luôn nha, 130.000 đồng. Đây, là sản phẩm của Nhật nha, để chế biến những món ăn cực kỳ ngon, dễ thương. Đó, vừa vui chơi lại vừa ăn được nữa, lại đảm bảo sức khỏe. Hello, xin chào. Và đây là một cái Wixi. Đó, Wixi chậu xương rồng nè. Đó, chậu xương rồng rất là dễ thương, có hoa ở bên đây nữa. Có một cái này hay giống như là cột tóc một bên vậy đó, cực kỳ đáng yêu luôn. Và chỉ có là 50.000 đồng thôi các bạn. Vừa to, vừa xinh và rất là thơm luôn nha. Và bây giờ là đơn hàng của Dương Anh Thư, 153.000. Đầu tiên sẽ là một cái kẹp tóc mini 5.000. Rồi còn có là 3 sáp hình dáng của sáp nha. Mỗi sáp như vậy thì là 10.000. Thước vẽ hoa hình mèo 6.000. Kẹo đá, trời ơi giống y đá thiệt luôn nè, và nó là 6.000. Một cái giá đỡ búp bê là 10.000. Đồ bấm kim 5.000. Dây chuyền của sáp nha, 15.000 đồng. Hai cái trang trí móng tay rất là dễ thương luôn, 5.000 đồng một cái nha, có móng tay và có cả keo dán. Hello, còn đây thì là tranh thêu. Đây, tranh thêu có chỉ ở phía sau luôn, rất là tiện nha, 7.000. 7.000 đồng một bức. Và một bộ đồ bơi rất là xinh, 7.000. Và 4 bộ váy đơn giản 3.000 nha, 1, 2, 3, 4. Tiếp theo là đơn hàng của Quách Ngọc Thắm, 63.000. Đầu tiên sẽ là hai cái băng keo lụa nha, mỗi cái là 5.000. Đến là hai cái sticker 10.000 đồng. Đây, hai cái sticker 10.000 đồng, có cây phép thuật luôn, rất là dễ thương luôn nha. Xin chào Nguyễn Thị Ái My, đơn hàng 277.000. Đầu tiên bạn mua đó là hai em búp bê mắt đá nha,
Đây, một em thì là mặc váy màu đỏ nè, xếp ly và có nơ đỏ nữa, rất là dễ thương, tóc màu vàng, 35.000 đồng. Rồi, em này thì mặc áo là có nơ nè ha, và có cái dây nịt cũng như là cái này nữa, tóc cũng màu vàng, khuôn mặt rất là xinh, 35.000. Hai bộ combo đồ dùng cho búp bê nha, mỗi bộ là 87.000. Ở trong mỗi bộ thì nó sẽ có đầy đủ hết những cái đồ dùng cho búp bê, tiết kiệm 20.000 cũng như tiết kiệm thời gian và tiền điện thoại đặt hàng ha. Vừa có móc nè, có bàn nè, rồi là có máy chụp hình, giày, giá đỡ. Wow, có em bé này nữa. Rồi cái này có tiền, có lúp, vân vân luôn nha. Bộ bên đây, đó, cũng đầy đủ hết luôn, phụ kiện nè. Đó, giày, bàn, ghế, tiền, mắt kính, vali, túi xách, wow, gối ôm, vân vân luôn nha. Tập sách nữa nè. Xin chào Sáng Như, đơn hàng 84.000. Đầu tiên sẽ là một bộ kit làm slam 30.000 đồng, 12 món. Một bộ đồ học sinh nữ nha, có áo nè và có váy xếp ly. Áo váy xếp ly là 25.000. Rồi là bộ đồ học sinh nam, đây là áo nè ha và quần là 30.000. Rồi đến là một quyển sổ trình ký nè ha, có bút nè ha, có thước nè, có kẹp giấy nè. Đó, rất là dễ thương luôn, như thế này nha, 15.000. Rồi đó là một cái áo thun có hình của Jack nè. Đây, hình của Jack rất là dễ thương luôn, như thế này nha, là 50.000 đồng. Một cái vòng tay có lắc tay charm nè, rất là dễ thương luôn, 15.000. Yeah, còn có gom tủ lạnh 5.000 nữa này nha. Rồi đến là cái băng keo lụa nha, băng keo lụa 5.000, băng keo cá nhân cũng 5.000. Có 5 cái hình dáng khác nhau nha, 5 cái băng cá nhân khác nhau. Bịch phụ kiện có mắt kính 5.000, đó, nón nữa nè, giày nữa. Wow, và còn có là bộ áo dài hoa rất là dễ thương luôn, có viền cái này ở trên và có cái quần nữa nè, áo dài ha và quần nguyên một bộ là 40.000. Sau đó thì bạn còn có mua một cái nón nữa đó, mà áo dài đội nón rất là dễ thương, áo nón lá là thủ công, ngành thủ công và cũng là một cái vật truyền thống của Việt Nam mình nè các bạn, 12.000 đồng. Tiếp theo thì còn có là một cái váy cổ trang màu xanh rất là đẹp luôn nha, có lớp ngoài váy và đai luôn, rất là đẹp để biến thành một nàng tiên, 50.000 đồng. Một hũ slam may 30.000 đồng được tặng kèm theo charm và tuyết nè. Một cái tủ trang điểm loại 25.000 đồng ha. Đây, tủ trang điểm này có cái gương Hello Kitty. Những ngăn kéo này có thể mở ra mở vô được nha, chỉ có là 25.000. Và một bộ tập sách mini 12.000. Một cái laptop nha. Xin chào Nguyễn Ngọc Hân, đơn hàng là 355.000. Và đầu tiên sẽ là hai shop hình của nhóm nhạc nữ Momoland nha. Đây, Momoland rất là dễ thương, 10.000 một shop. Và còn có là hình dáng của Blackpink 10.000. Một quyển sổ ma thuật anime để vẽ bức tranh Galaxy tuyệt vời bằng cây đũa thần này nha, 15.000. Một hũ slam may 30.000 đồng được tặng kèm theo charm và tuyết. Ở đây thì là combo Blackpink, combo 80.000 đồng. Chúng ta cùng xem ở bên trong combo có những cái gì nha. Đây ha, chúng ta sẽ có là dây chuyền của Blackpink, hình của Blackpink. Rồi đến là lắc tay, rồi bịt mắt nè, một cây bút quạt ha. Rồi còn có là một cái khẩu trang nữa nha. Tiếp theo thì là một cái combo của BTS nữa. Combo này cũng là 80.000 đồng. Wow, có cả một cái hộp bút của BTS luôn nè. Đó, một cái hộp bút. Sau đó thì sẽ có là một cái shop hình dáng nha, shop hình dáng kiểu mới của BTS. Rồi đến là móc khóa nè, vòng tay nè, dây chuyền nè. Rồi còn có là hình và huy hiệu nữa nha. Xin chào, và đây là combo combo búp bê 87.000 đồng, tiết kiệm 20.000 khi mua combo này đó các bạn ơi. Lại còn tiết kiệm thời gian và tiền điện thoại đặt hàng nữa. Nó sẽ có là lúp nè, ghế nè ha, tập sách nè, rồi những cái phụ kiện nhỏ như mắt kính, móc, giá đỡ, đèn bàn, hà ly chai, giày dép, tiền, túi xách, phụ kiện, vân vân luôn nha. Rất là nhiều luôn. Tiếp theo xin chào Bảo Ngân, đơn hàng 315.000. Đầu tiên sẽ là em búp bê mắt đá dễ thương nè, bộ đồ rất là sành điệu luôn nha, quần jean và áo kiểu, tóc màu vàng, 35.000. Wow, và có là một combo đồ dùng búp bê 87.000, tiết kiệm 20.000 khi mua combo này. Có bàn ghế nè ha, lớp cô dâu, rồi là đèn, cài tóc, tai phone, phụ kiện, giày, túi xách, rồi vân vân luôn, nhiều ơi là nhiều luôn nha, cả lớp nữa nè. Rồi có cả tiền em bé nữa đó. Một cái ba lô Hello Kitty là 15.000. Tiếp theo thì là hai vỉ kẹp nha. Bạn đặt là kẹp tóc Jerry và dưa hấu, nhưng mà cái loại 13.000 này thì shop đã hết hai cái loại này rồi. Thì Jerry và dưa hấu đã hết rồi, cho nên là lấy đào và kiwi cho Bảo Hương Ngân.
nó cũng rất là dễ thương nha, những cái kẹp nhỏ nhỏ nè. Hy vọng rằng là Bảo Ngân sẽ thích. Nếu không thích thì Bảo Ngân có thể gọi lại sớm cho shop 0937899707 trước 9 giờ tối nha, để đổi hàng. Vui lòng là không nhắn tin. Tuy nhiên là những cái kẹp này nó cũng đang rất là hot luôn, với hình ảnh của kiwi và trái đào yêu quý. Đó, Ten Ten. Và còn có là bông tai nha. Bạn mua đó là hai đôi bông tai toàn tan cherry và dưa hấu, rất là dễ thương. Mỗi đôi như vậy thì là 15.000 đồng. Yeah yeah. Còn có là một cái bộ Lego nhỏ 20.000 đồng nữa này nha. Đây, Lego. Và còn có là một cái lọ điều ướt 7.000 đồng. Chú chú chú. Kẹp bút kiếm 5.000. Vòng tay cá tính phản quang 18.000. Hai bịch băng cá nhân, mỗi bịch là 5.000. Và bên trong sẽ có là 5 cái băng cá nhân khác nhau. Còn có là một cái bộ móng tay 7.000 đồng nha. Có keo, có kim tuyến và có móng tay luôn. Hai cây bút kỳ lân 5.000 đồng, siêu dễ thương. Một quyển sổ ma thuật có hình anime để vẽ bức tranh galaxy tuyệt vời bằng cây đũa thần, giá là 15.000. Xin chào Lê Kim Vàng, và đây là đơn hàng của Lê Kim Vàng 191.000. Đầu tiên sẽ là hai bịch keo sữa nha, loại 1 ký nè, mỗi bịch như vậy là 50.000. Tiếp đến thì là một cái lốc màu thực phẩm nha. Đây lốc màu thực phẩm 5 chai là 14.000. 3 bịch tuyết xanh bông bạc, mỗi bịch là 8.000. Còn có 3 bịch borax nữa, mỗi bịch là 5.000 đồng. Và một chai hương 5.000. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong phần kiểm tra đơn hàng của ngày 21 tây tháng 3 năm 2020. Thân ái chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại ở video sau. Bạn nào muốn đặt hàng thì hãy nhớ 0937899707 hoặc là nhắn tin Zalo, Facebook Bé Úc Chi Bi 0937899707. Bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại ở video sau. Chúc các bạn và gia đình dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng và hạnh sự như ý luôn nha.